Cũng vẫn liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022, quý khán giả thân mến, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận trong thi cử. Qua nắm bắt tình hình, tổ cảnh sát đã phát hiện và giữ một nam thanh niên sinh năm 2002, trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, đang thực hiện hành vi mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử. Và hiện cơ quan công an đang đấu tranh làm rõ hành vi của các nghi can để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, cảnh sát thu giữ tại chỗ 15 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ dạng hạt đậu và một điện thoại mang nhãn hiệu Nokia kích thước 4 x 10 cm Điều tra mở rộng, cơ quan công an đã triệu tập đấu tranh với đối tượng Lê Xuân Tùng, 32 tuổi, trú tại khu 14 xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, là người bán số thiết bị này và thu giữ thêm tại nhà của Tùng 14 bộ như trên. Ba camera ngụy trang cùng hàng trăm linh kiện điện tử để lắp ráp các thiết bị phục vụ gian lận thi cử. Đối tượng tùng khai về cách sử dụng các thiết bị này, người dùng cho tai nghe siêu nhỏ vào lỗ tai, giấu điện thoại đã lắp sim và micro vào trong quần áo để liên lạc với bên ngoài phòng thi. Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử là vi phạm quy chế thi. Những trường hợp nào bị phát hiện trong phòng thi, dù có sử dụng hay không thì đều bị xử lý nghiêm theo quy định.